Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Jordan và Israel để tìm cách tăng cường viện trợ cho Gaza. Vào ngày 30 tháng 4, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken đã đến Jordan để thảo luận về các cách thức thúc đẩy vận chuyển hàng viện trợ đến dải Gaza và thảo luận về tình hình căng thẳng trong khu vực trong thời gian qua. Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp nhà vua Jordan Abdullah Đệ Nhị và người đồng cấp của nước này là Yemen Safadi, cũng như là điều phối viên nhân đạo và tái thiết dải Gaza của Liên Hiệp Quốc là Sir Trikas. Sau Jordan, thì ông Blinken sẽ tới Israel để thảo luận về những vòng đàm phán mới nhất nhằm để đảm bảo có được lệnh ngừng bắn tạm thời và trả tự do cho các con tin vẫn đang bị Hamas bắt giữ tại dải Gaza. Trước đó, thì phát biểu vào ngày 29 tháng 4 tại Riyadh, ông Blinken nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden kiên quyết yêu cầu Israel thực hiện các bước cụ thể. Làn sóng sinh viên biểu tình để phản đối chiến tranh giữa Israel và Hamas tiếp tục diễn biến phức tạp. Kể từ khi phong trào nổ ra, khoảng 900 người biểu tình, trong đó có cả các giảng viên, đã bị bắt tại hàng loạt đại học lớn trên toàn quốc. 275 vụ bắt được ghi nhận chỉ riêng trong ngày 27 tháng 4. Hơn 100 người bị bắt tại Đại học Washington. Con số tương tự được ghi nhận ở Đại học Northeastern ở Boston. Đại học Tufts và Đại học Emerson cùng khu vực đang nỗ lực giải tán khu lều do sinh viên dựng để biểu tình. Sinh viên và giới hành pháp tiếp tục tranh chấp về bãi cỏ phía nam đảo Texas ở Austin ngày 29 tháng 4. Giới chức đã yêu cầu những người biểu tình không được phép cắm trại, trong khi sinh viên tụ tập trên bãi cỏ và hô vang khẩu hiệu ủng hộ cho Palestine. Xô xát xảy ra khi cảnh sát nỗ lực đẩy người biểu tình khỏi khuôn viên, xịt hơi cay về phía họ. Đại học Columbia ra tối hậu thư với sinh viên biểu tình phản chiến. Đại học Columbia ở New York vào ngày 29 tháng 4 gửi tối hậu thư tới sinh viên, yêu cầu các nhóm biểu tình dỡ bỏ lều trại trong khuôn viên trước 14 giờ, nếu không sẽ bị bắt và có thể bị đuổi học. Tối hậu thư được đưa ra sau khi viện trưởng là Mino Safis cho biết nỗ lực đàm phán với các nhóm biểu tình thất bại. Nhóm biểu tình cho rằng thì Đại học Columbia ra tối hậu thư làm căng thẳng leo thang và quyết không lùi bước. Sau khi ban giám hiệu ra tối hậu thư, hơn 300 người đã tụ tập dựng ít nhất là 120 lều, vỗ tay đánh trống, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Palestine. Một video trên mạng xã hội cho thấy thì những người biểu tình đeo mặt nạ, mặc áo sáng màu, quàng tay tạo thành từ người nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực tiếp cận khu trại nào của giới hành pháp. Chính phủ Hoa Kỳ và quân đội Jordan đã kết hợp tiến hành một cuộc thả hàng cứu trợ vào dải Gaza. Chính phủ Hoa Kỳ và quân đội Jordan đã kết hợp tiến hành một cuộc thả hàng cứu trợ cho người dân ở Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột đang diễn ra. Các máy bay C-130 của Hoa Kỳ đã thả hơn 25.000 bữa ăn cứu trợ vào Bắc Gaza. Ngày thứ Hai 29 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lập tức làm rõ quan điểm của mình về việc xâm lược có thể xảy ra tại thành phố biên giới Rafah của Gaza. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Kirby nói rằng Israel đã đồng ý lắng nghe những lo ngại và suy nghĩ của Hoa Kỳ trước khi họ tiến hành một cuộc xâm lược. Đụng độ khi người Israel yêu cầu thỏa thuận thả con tin ở dải Gaza. Các cuộc xô xát đã nổ ra tại một cuộc biểu tình tại thành phố Tel Aviv khi người Israel tức giận chặn đường xa lộ chính ở thành phố, đòi hỏi một thỏa thuận để bảo đảm sự giải thoát ngay lập tức các con tin do Hamas ở dải Gaza giam giữ. Khoảng 250 người Israel và người ngoại quốc đã bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas. Nhằm đáp trả, thì quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào Gaza, cam kết tiêu diệt Hamas và đưa con tin về nhà. Theo các cơ quan y tế ở Gaza, cuộc tấn công đã làm chết hơn 34.000 người Palestine. Robert F. Kennedy Jr. hội đủ điều kiện ứng cử tổng thống tại California. Ứng cử viên tổng thống độc lập là Robert F. Kennedy Jr. hiện hội đủ điều kiện ra ứng cử tại California. Ban vận động tuyển cử của ông loan báo vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 4. Nguồn tin từ The Hill cho biết, ứng cử viên Kennedy cùng với Nicole Shanahan, người đứng chung liên danh ứng cử, giành được sự ủng hộ của đảng độc lập Hoa Kỳ tại California, tiểu bang có nhiều phiếu cử tri đoàn nhất trên toàn quốc. Ban vận động tuyển cử tri của liên danh này xác nhận thì họ đã hoàn tất đầy đủ thủ tục ứng cử của Tổng thư ký California vào hôm thứ Hai. California là tiểu bang thứ ba nơi liên danh Kennedy và Shanahan chính thức đủ điều kiện có tên trong lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sau Utah và Michigan. Đảng này cũng còn hội đủ chữ ký để được ghi tên vào lá phiếu tại 7 tiểu bang khác nữa.
Hiệu ứng Robert F. Kennedy Jr. đã khuấy động chiến dịch tranh cử của Biden lẫn Donald Trump. Theo cuộc thăm dò toàn quốc mới đây từ NBC News, sự ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Donald Trump bị suy giảm bởi phiếu bầu cho bên thứ ba hơn là Tổng thống Joe Biden, mà đặc biệt là do phiếu bầu ứng cử viên độc lập Kennedy. Hiện cựu Tổng thống Trump dẫn trước Tổng thống Biden là 2%. Tuy nhiên, trong cuộc đua bao gồm các ứng cử viên bên thứ ba, thì Tổng thống Biden dẫn đầu với 39% phiếu bầu, tiếp theo là cựu Tổng thống Trump với 37% và Kennedy với 13%. Ông Conor Wast và bà Jill Stein sẽ lần lượt nhận được là 2 và 3% số phiếu bầu. Ông Kennedy là con trai của cố thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và là cháu trai của Tổng thống John F. Kennedy.